Hồi con còn nhỏ, mẹ của con dẫn đến viện mồ côi. Mẹ nói là đứng ở đây đi đợi mẹ, rồi mẹ sẽ quay lại đón con. Nhưng mà con chờ hoài mà không có thấy mẹ quay lại. Con nói cái gì vậy? Con là con của má, bây giờ con nói không phải là con là sao hả Nam? Con bà đó rồi! Con bà là thằng Thiên Khôi! Bà đưa ra đây! Có chuyện gì vậy? Hôm qua ai cũng thấy hai đứa nó đi học. Rồi tới khuya con thấy một mình con dì Tư về thôi à. Bà nó xỉn dữ trời lắm. Nói thiệt cho má nghe, con có giết thằng Vũ không? Buông tôi ra đi! Để tôi đi mà! Ra đi! Nam! Nam ơi! Sao vừa về nó đi liền à? Nó không chịu ở lại để dì Tư đi chợ nấu cơm cho nó ăn không biết nữa. Mày là ai? Mày tới đây có mục đích gì? Người có ý đồ là chú. Ông này ông quái quái hay sao ấy? Ông nhất định không chịu bán đâu. Một linh hồn nhiều thể xác. Mà có nhớ con không bà? Tôi nói mà ông không tin sao? Bây giờ thì chị hát đi. Chị phải hát cho thiệt hay nha. Má dạy con không được nói dối. Má biểu con trốn đi là má sai rồi. Má xin lỗi con. Nam ơi.